Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Và sáng nay thì cháu cùng anh Nguyễn Tất Thắng vào đây để thăm anh Mạnh. Sau đó là sẽ lên Hà Nội để thăm bác Yên. Hôm nay thì bác Yên là mổ rồi. Đấy, bác Yên sẽ được mổ vào ngày hôm nay. Và ngày mai thì cháu sẽ cùng với gia đình anh Mạnh là đưa anh Mạnh đi bệnh viện để điều trị. Sau khi điều trị ổn định thì sẽ tính cái phương án là cho anh Mạnh một cái công việc để anh làm. Và mọi người có thể nhìn thấy là anh rất là khỏe. Đấy. Anh Mạnh là còn đang rất là khỏe đấy. Có thể làm ăn được. Đấy. Sau khi mà điều trị khỏi xong thì là vâng. Vừa ăn hết bát mì chưa hả Phúc? Đây đang ăn nóng. À. Để anh vào ăn tiếp đi. Đi vào ăn tiếp bát mì đi. Ủa, có ăn nữa. Hả? Đi đây. Đi đây. Vào đây, đây đây, vào đây ăn đi. Vào ăn bát mì đi cho ngồi ăn. Đấy, ngồi ăn đi. Làm bát mì ăn nốt. Bỏ cái túi xong rồi đấy. Ừ. Đấy. 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 Một tay cầm này, một tay cầm cái kia. Cái này anh bỏ ra bỏ. Cứ bỏ ra không lấy đâu. Rồi, ăn đi. Rồi. Ui mì ngon lắm. Ăn mì đi. Thổi hút nước á. Thổi đi. Thổi đi. Thổi. Đấy. Đấy, xúc cái mì lên mà ăn đi. Xúc đi. Rồi, xúc lên. Xúc mì đi. Đấy, thổi. Rồi, đúng rồi. Đấy. Hôm nay đã không ăn đồ thiêu đồ thối nữa rồi. Nhìn ngon này. Không ăn đồ thiêu đồ thối nữa mà là chuyển sang ăn đồ tươi. Mì. Rồi ăn ngon là nó sẽ quen mồm hết. Dần dần là sẽ không ăn những cái đồ kia nữa. Anh Tài vào uống nước chè. Vừa nãy thì anh Thắng đã khai thác được rất nhiều thông tin và khơi gợi ký ức. Đúng là cán bộ khác. Đang nghe lời cán bộ răn rắp rồi. Mai tí hỏi bác kia xem là giấy tờ như nào, thủ tục để đi luôn. Mai đi. Vâng, mai em đưa đi luôn. Mai anh em đến sớm tắm rửa xong cho đi. Chiều nay gọi điện. Mai em đến sớm nhá, anh em đến sớm nhá. Ăn mấy chú mì đấy không à ấy. Thôi đi. Ngày xưa là đi buôn cá nhớ tất cả các loại, biết cả chỗ bán cá rồi. Hôm qua là mình buổi sáng đến rồi anh ấy đang uống rượu. Vâng. Xong là cho ăn cho nhất tắm vào người nó sạch sẽ nhớ nhớ ra được tí. Vâng. Ừ. Ngủ được giấc đó. Ừ. Người sạch sẽ ngủ được giấc là nhớ. Nhớ đi buôn cá chấm với cả cá trôi Ấn Độ mà. Phải không anh? Ngày xưa buôn là một mình hay là có hội anh em gì không? Ừ. Có đi cùng anh em hay là tự một mình làm ăn? Tự mình. À, tự một mình à? Thế buôn được mấy năm? Nửa năm. Nửa năm á? Nửa năm thế thì... Hết vốn à? Ừ. Xong rồi chuyển nghề à? Hết vốn đúng không? Lúc đấy anh hết vốn đúng không? Hết. Ừ. Lỗ à? Bị hết vốn hay là bị cướp? Hả? Chả nhớ hỏi lắm quá nhớ làm sao được. Ngày xưa anh học đến lớp mấy? Lớp 7. À, cô nào vậy? Chả nhớ học đến lớp 7 rồi. 7 trên 10 đấy. 5 nhân 5 bằng mấy? Hả? 25. Ôi dồi ôi. Được đấy. Còn giỏi hơn đứa lớp 9 ở trên Lai Châu. Mấy đứa lớp 9 trên đây trông kiểm tra bản kiểm tra không thuộc. 2 nhân 5 bằng mấy? Anh Mạnh. 2 nhân 5 bằng mấy? 10. Ui dồi 10. Được đấy. Được, anh học đến lớp 7. Ngày xưa chắc học sinh giỏi rồi. Đúng không? Thì anh Quý, anh ruột bảo là ngày xưa học giỏi mà. Học giỏi viết chữ đẹp, hát hay. Kinh doanh. Bây giờ còn viết được tên mình không? Tên là gì? Tên đầy đủ là gì? Cái gì Mạnh? Mất tới gốc rồi. Nhưng mà tên đầy đủ là cái gì Mạnh? Họ họ gì? Anh họ họ gì? Hả? Ôi. Cái gì? Họ Lê à? Họ Lê hay họ Nguyễn hay là họ Trần hay gì? Họ Ngô à? Không nhớ à? Nhớ. Chỉ biết tên là Mạnh thôi à?
Lê Văn Mạnh à? Chả biết. Chả biết. Tôi hỏi lắm rồi. Thế mì này mì gì anh đọc nào? Đây này, chữ này này. Đó. Đó, đọc xem nào. Đọc xem người ta ăn cái mì gì đấy. Đây này. Tôm. Đó. Mì tôm á? Biết là mì tôm rồi, nhưng mì này mì gì? Chữ gì đây? Tôm. Tôm. Chữ tôm. Nhìn con tôm. Ừ. Ăn mì ngon không anh? Ngon không? Được. À, ăn được à? Thế tốt quá rồi. À, ăn nhiều rồi. Anh mà tắm rửa sạch sẽ đi, con lê calabash vào vào nhà hàng như kiểu đại gia luôn. Vâng. Không ai nghĩ anh gọi mì tôm đâu. À, hôm nay em mang dạo cả dâu. À. Dạo cả dâu, ừ, thế đưa cho anh nhé. Cạo biết cạo đấy. Có, bởi vì cái râu bình thường nó dài lắm. Tí cạo râu anh Mạnh nhá. Vẫn cạo hàng ngày đấy. Như cái râu kia biết rồi. Thì đưa anh cái râu râu. Có biết sử dụng không? Không sử dụng thì em cạo hộ. Đưa thử nào. Đợi tí đợi em xong. Em nhìn cái râu ở dưới cằm ấy kìa, nhẵn kia là có cạo rồi này. Không mọc râu trên. Có. Râu ở dưới. Bình thường là nếu như mà ông không biết cạo thì là nó sẽ chỉ dạng cắt thôi. Thì nó chắc chắn là biết cạo. Tất cả là cũng biết ý thức. Chứ bình thường mà râu mà không cạo dài ngoẵng ra rồi, lồm xồm hết mồm rồi. Ăn bát mì ngon quá. Anh này chỉ bận lẫn tí thôi. Vâng. Chẳng qua là cái rượu vào trong là lung tung beng hết ở đây kiểu quất đời thôi. Còn vừa nãy là lúc mà đi cảm hóa là ok à. Mà lúc mà sếp nói chuyện là nó buồn buồn ấy. Ừ. Mắt đỏ gay tí đó chảy mắt. Bây giờ mắt lại hết đỏ rồi. Có vẻ là vui vui hơn rồi. Chuẩn bị cái thứ tránh sau này đi bệnh cái thứ nó khỏe lại rồi tìm cho một cô vợ. Lấy vợ nhá. Anh thích lấy vợ không? Không lấy được. À không lấy được á? Thế mình đi làm ăn có công ăn việc làm mà lấy được vợ mà nhỉ? Thích lấy không? Biết thì. Ừ. Vào khu công nghiệp ấy, đầy. Nó phù hợp. Nhiều ừ. Toàn gọi là các cô thiếu nữ xinh đẹp ở đấy hết. Ở đây có khu công nghiệp nào không anh Mạnh? Có khu công nghiệp nào? Ừ. Ở đây có khu công nghiệp nào? Còn nhớ nữa rồi. À. Thế đây xóm gì anh có biết không? Chúng ta. À. Ừ. Xã gì? Xã gì anh? Con Điền. À, rồi Điền. Không nhớ cái nhỉ. Huyện gì? Điền Thành. À. Tỉnh gì? Hà Bắc. Hà Bắc, Hà Bắc. Ngày xưa chưa tách tỉnh. À, ngày xưa. Ngày xưa gọi là Hà Bắc à? Vâng. Bắc Giang. Là Bắc Ninh đúng không? Vâng. Hà Bắc. Bây giờ vẫn tỉnh Hà Bắc à? Đó, ngày xưa bây giờ là Bắc Ninh rồi. Thuận Thành, Hà Bắc. Vẫn nhớ. Vẫn nhớ được quê hương của mình, đi đâu vẫn đọc được mật khẩu. À. Đi lạc nó vẫn. À, nếu mà đưa tiền cũng biết tính ấy, 5525 rồi đấy. 2 x 5 = 10 á. Bây giờ lên nhân 9 vẫn là không biết đâu. Ngày hôm qua thì anh em chúng cháu cùng anh Mạnh đã anh Thắng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nhà cửa sân vườn quét thổi hết đấy. Vâng, cháu chào bác ạ. Hôm mai chúng cháu đưa anh Mạnh đi. Vâng, mai chúng cháu đưa anh Mạnh đi. Vâng. À, bác này nè cũng có một chút gọi là lẫn vì bác cao tuổi rồi. Đấy, hôm qua là anh em cũng dọn hết các thứ. Hôm nay có một cái tin vui mà mọi người có thể thấy. Nhìn cái kiềng này đúng không? Mọi người thấy không ạ? Thì là anh Mạnh ấy, anh đã biết là đun cái củi này. Đây là củi anh Mạnh đun đấy nhá. Đốt giấy ở trong đây để đun nước rồi. Mọi người ạ. Đấy, cái xoong mà anh ấy đun này này. Vừa cháu bê ra. Đấy. Anh Mạnh cũng biết đun bằng kiềng rồi. Chứ mọi khi là đốt. Đấy, mọi người nhìn cái bãi đen đen trong nhà này. Đấy, rồi đốt cái bãi đen đấy, đốt ở cửa rồi thì đốt ở sân đấy, đốt bất kể chỗ nào có thể đốt được. Nhưng mà ngày hôm qua chúng cháu dọn dẹp xong thì là cũng tâm sự rồi thì thôi miên
cho ngủ được một giấc thì hôm nay đã tỉnh táo hơn. Đấy. Biết đun bằng bếp kiềng này đây này. Đấy. Thịt là cũng là hôm nay là cũng biết ăn mì tôm, ăn thịt tươi. Còn mọi hôm là toàn đi nhặt lợn chết, gà chết về ăn thôi. Đấy. Thì bằng cảm quan ban đầu cháu đánh giá là có thể chữa được, thì đến hôm nay thì cháu thấy rằng là cái cảm quan của mình là đúng rồi. Đấy, cho đi bệnh viện là khỏi thôi. Nó về thì cho đi làm này, cho công an việc làm, khỏi bệnh là mình tự kiếm mà sống rồi. Có phát biểu cảm nghĩ gì khi mà nhìn thấy anh Mạnh thay đổi được như này? Em cười vui. Vui à? Cười thấy vui, mình thấy vui mừng vì là giúp được một hoàn cảnh mà đáng. Thực ra là không nghĩ được gì à? Nhiều cảm xúc quá không nói được. Ok, thế gì à? Hôm nay chúng cháu chỉ qua đây một chút thôi, sau đó thì lại phải đi lên Hà Nội luôn để vào làm với bác Yên, thăm bác Yên trước khi bác ấy vào ca mổ. Thế sau khi mà chữa bệnh xong ấy thì khả năng anh em mình sẽ tìm một cái công việc nó phù hợp với cả cái tình trạng sức khỏe của anh Mạnh. Ví dụ anh đang bị gọi là yếu hoặc là anh đang nhận thức càng kém thì có thể làm những công việc nó nhẹ nhàng, thấp cũng được, đúng không? Lương thấp cũng được, nhưng quan trọng là phải có công việc. Đấy. Làm sẽ quên người ta gọi là nhàn cư vi bất thiện. Nếu như mà không có việc làm thì con người rất dễ biến chất, cứ làm phải làm việc nhẹ. Việc lương thấp cũng được mà không lương cũng được, miễn là có việc làm đã. Do dần dần tỉnh táo dần thì anh tự nuôi, đúng không? Thế còn bây giờ chưa tỉnh táo thì vẫn cần anh em mình hỗ trợ về cả tinh thần, về cả vật chất nữa. Đấy. Động viên gia đình chịu khó là sát sườn, luôn luôn dõi theo chăm sóc hàng ngày để bệnh nó khỏi hẳn thì cũng chẳng ai phải chăm nữa, đúng không? Thì chúng ta chỉ mất công cái thời gian ban đầu cho người ta khỏi thôi, kiên trì một tí. Chứ còn để dai dẳng như này thì chính người nhà cũng vất vả, người nhà cũng khổ, đúng không? Vì ông ấy là ruột thịt, ông bị bệnh thì mình làm sao mà mình vui được. Đấy, mọi người chỉ cần bỏ ra khoảng tầm vài tháng khi mà anh ấy khỏi hẳn ấy thì anh tự lo thì chẳng ai phải lo được cả. Đấy, người nhà thì mà cháu cũng sẽ nói chuyện với người nhà như vậy, anh mà bị ốm thì người nhà là người khổ đầu tiên. Còn anh làm ăn được thì ôi, tốt quá này. Hàng xóm đỡ khổ đây, nhà đốt cháy đen xì đấy, xung quanh đen hết, nhiều khi là mang lợn chết gà chết về ăn thối cả làng. Ăn hết rồi, ăn hết sạch rồi. Ok. Ăn ngon không anh? Toát mồ hôi đấy, toát mồ hôi rồi. Khăn hôm qua, cái khăn màu vàng ấy, em thấy bịt ở cái lỗ kia không? Đấy, nhìn thẳng. Đấy. Ra vặn nước vò sạch cái ông lau cho ông ấy, rửa mặt là tỉnh táo ngay. Đấy, dúng thẳng vào đây được rồi. Hôm qua loạn xin lộn thế nào hôm nay ngược lại thế rồi. Quách tỉnh thôi. Đấy, múc nước vò cho ông ấy cái mặt, rửa mặt tỉnh ngay. Đất đây cũng giữ, xung quanh đây có mấy người điên. Đấy, các bác có comment bảo ở đây có vấn đề liên quan đến tâm linh thì cháu cũng không phủ nhận, nhưng mà theo góc độ của cháu nhìn trường hợp của anh Mạnh thì là chữa được. Đấy, chữa được. Đâu em rửa mặt cơ mà. Em bò khăn nó bị hả? Nó trở đen này. Em bò khăn không bò được hết, khăn không hết đen được đâu. Ừ, không hết đen được đâu. Vì nó ám vào cái khói lốp xe nó không hết đen được đâu. Em cứ bò đi.
nhà đối diện một cái miếu chiếu tướng, cổng xuyên thẳng sang bên này. Xong rửa mặt nó sảng khoái hẳn luôn. Sướng không? Chả sướng đâu. Có sướng không? Em vừa bảo chả ăn đâu, làm gói mì tôm húp sạch luôn. Ăn mì xong thấy người thoải mái không? Mình ăn có tí ấm bụng cái người nó dễ chịu, phải không? Hả? Ngày xưa là cũng lanh lẹ phết đấy, nhìn mắt sắc này mà. Nha. Đúng rồi. Tôi mỗi lần vào lau mặt ở đây đi. Được em nha. Lau nhiều là quen. Sạch sẽ sau đợt trước về mặc com lê quần nâu đi tán gái. Thích lấy vợ đấy. Chẳng qua mình chưa có điều kiện đúng không anh, chứ không là giống anh gì trên mèo vạc ấy nhỉ, anh Chứ à? Đấy. Cho nên là học anh Chứ. Cậu dâu mí mẹ, mí mẹ, mí mẹ, sao từ 70 cạo râu xong thành 90. Bác sĩ bảo nộp 6 triệu nữa. Vâng, tí mình còn nộp. Tí nữa anh chạy lên đấy anh nộp. Vâng. Mổ à, bây giờ mổ luôn cả. Hôm nay mổ bác Hiền á. Nhưng mà bác sĩ vừa điện bảo nộp 6 triệu à? À, thằng Hào đang ở đấy, nó bác sĩ bảo Hào đấy à? Được rồi, tí mà anh chạy qua, anh đang ở Bắc Ninh chạy lên bây giờ đấy. Thế qua nộp tiền luôn. À. Yên tâm nhé. Vâng. Nộp 6 triệu. 6 triệu. Nghiền. Đơn giản. Để... Đẹp chưa? Rồi, lau mặt đây. Thấy không? Ấy giỏi rồi, mài dâu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Đường đường một đống anh Hào. Ôi đẹp dài phết đấy anh. Vâng, thưa mọi người, là vừa nãy em Phúc em đã cạo râu rửa mặt cho anh Mạnh sáng sủa đẹp dài. Anh Mạnh nhìn thẳng vào đây xem nào, chụp một kiểu anh nào, nhìn thẳng vào đây đấy. Thế bây giờ em phải về để em vào viện cái nhá, mai em quay lại đón anh nhá. Thế chiều anh nhớ tắm rửa sạch sẽ, mai em tắm tiếp lần nữa xong đi cho nó sạch nhá. Được không? Ok, thế em chào anh Mạnh nhá. Anh Mạnh có muốn nói gì không nào? Đó, cảm ơn mọi người không? Hả? Mọi người ơn bọn anh. À, cảm ơn mọi người gì? Ok, em chào anh nhá. Thôi, anh em mình về đi. Giờ lên vào viện bác Hiền tí nữa mổ lên tạm ứng tiếp tiền một lần nữa. Bữa bác sĩ gọi là phải tạm ứng thêm 6 triệu. Rồi. Giờ lên đóng tiền cho bác ấy. Đi thôi. Rồi, chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe nhé. Xin chào mọi người. Đón theo dõi những cái video tiếp theo để biết được cái tình hình của bác Hiền, bác Hiền và anh Mạnh mọi người nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.